Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Đến hẹn lại lên, và ngày hôm nay chúng ta hãy tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong những diễn biến tiếp theo của VCS mùa xuân năm 2020. Và sau 3 ngày thi đấu đầy hấp dẫn của tuần thi đấu thứ 5, thì chắc chắn rất nhiều người không thể được ngồi yên trước màn ảnh nhỏ khi chứng kiến những màn đọ sức đỉnh cao của những đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại xuất sắc nhất Việt Nam. Ở nhóm trên thì Gam Esports vẫn đang thể hiện sức mạnh hủy diệt của nhà đương kim vô địch, trong khi hai đội xếp ngay dưới là Team Flash và Team Secret cũng cho thấy những tiến bộ vượt bậc so với những giai đoạn đầu mùa giải. Ở nhóm giữa thì Severus Esports đang bay cao với sự tỏa sáng của các cá nhân và Evoke Esports bắt đầu xuất hiện những vấn đề bất ổn. Nhóm cuối bảng xếp hạng gọi tên Pháp TV Esports và tân binh Vegaming Adonis khi có vẻ lối chơi của hai đội tuyển này vẫn chưa bắt kịp với giải đấu VCS. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng Cà Phê Liên Minh nhìn lại một chút về diễn biến tất cả các trận đấu này nha. Nếu nhân phẩm của bạn đang hơi kém một chút thì Cà Phê Nhân Phẩm sẽ là nơi bạn cần tìm đến. Học chơi đấu trường chân lý cùng Cà Phê Nhân Phẩm qua đường link mình để bên dưới nha. Thứ nhất, ông vua trụ hạng chính thức tỉnh giấc. Trong trận đấu đầu tiên của tuần thi đấu thứ 5 là trận chung kết ngược giữa Pháp TV Esports và Vgaming Adonis. Trước vòng đấu này, đội tuyển của ông chủ Huỳnh Phương vẫn chưa có bất kỳ chiến thắng nào tại VCS mùa xuân năm 2020. Dẫu vậy, trong hai vòng đấu vừa qua, họ đã thể hiện lối chơi khá ấn tượng trước Evos và Gam. Chính vì vậy, trận đấu với Adonis sẽ là cơ hội tốt để họ có được chiến thắng đầu tiên trước khi bước vào giai đoạn lượt về. Ở bên kia chiến tuyến, sau khi bất ngờ đánh bại Dashing Buffalo trong ngày khai màn, thì Vgaming Adonis đã thi đấu không tốt, bộc lộ rất nhiều sự non nớt trong lối chơi của mình và kéo theo đó là chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Có lẽ VCS vẫn là sân chơi quá lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Hope. Chuyển sang diễn biến chính của trận thi đấu này, trong ván đấu thứ nhất, những phút đầu tiên đã diễn ra khá nhàm chán khi Pháp TV chỉ tập trung vào việc farm, còn Adonis lại cố gắng kiểm soát vào đồ. Dẫu vậy, sự bị động của Pháp TV ở đầu game đã khiến họ phải trả giá khi On bắt đầu đúc được trang bị. Ngay lập tức, đội tuyển tân binh của giải đấu đã liên tiếp ép đối phương phải giao tranh. Trong khi Rise và Mid Fortune đều đang khá yếu, Pháp TV đã hoàn toàn lép vế trước khi Vgaming Adonis. Theo vào đó, việc sở hữu cả 4 con rồng nguyên tố cộng với chênh lệch quá lớn về trang bị, Adonis càng dễ dàng triển khai thế trận của mình. Kết quả, các thành viên của Pháp TV đều lần lượt gục ngã trước sát thương khổng lồ của Aphelios. Tỷ số 1-0 cho PHT và những người đồng đội. Bước sang vào đấu tiếp theo, cả hai đội thi đấu cực kỳ máu lửa và chủ động giao tranh ngay từ những phút đầu tiên. Vgaming Adonis là những người chiếm được đôi chút lợi thế khi Javan đệ tứ trong tay Scary đã thi đấu trội hơn hẳn so với Lee Sin của Kuroko. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn mid game, Rika và Polis đã đạt được ngưỡng sức mạnh mà mình cần. Trước sự sát thương quá lớn của Kai'Sa và Camille, Pháp TV Esports đã có được con Baron quan trọng của ván đấu. Để cứu vãn tình hình, Vgaming Adonis đã quyết định ngăn cản Pháp TV sở hữu linh hồn dòng đất. Dù họ đã cướp rồng thành công, nhưng Pháp TV lại không quan tâm đến điều đó. Họ tập trung tiêu diệt từng người của Adonis trước khi tràn thẳng vào nhà chính đối phương và cân bằng tỷ số 1-0. Ở ván đấu quyết định, cả hai đội đã cống hiến một game đấu vô cùng hấp dẫn khi giao tranh liên tiếp nổ ra từ đầu chí cuối. Thế trận đảo chiều liên tục đúng với tính chất của giải đấu, bánh tráng mở rộng. Và những tưởng Vgaming Adonis đã kết thúc được ván đấu này sau khi có được linh hồn dòng đất. Tuy nhiên, trong pha giao tranh quyết định ở phút thứ 40, Scary và BOB lại bất ngờ lao thẳng đến trước mặt của Aphelios của Polis và để xạ thủ này thoải mái tung sát thương trong giao tranh và Pháp TV def nhà thành công. 3 phút sau, Vgaming Adonis quyết định liều ăn nhiều với pha đẩy đường dưới. Tuy nhiên, Victory cùng con bài Silas đã có một tình huống tỏa sáng với một pha qua Krakow trước khi quét sạch Adonis. Ngay lập tức thì Pháp TV đẩy thẳng đường giữa và có được chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp xuất trụ hạng tại VCS mùa xuân năm 2020. Thứ hai, Hoàng Luân Hiển Linh flash tour trắng trước Secret. Trận đấu tiếp theo của tuần thi đấu này là cuộc đối đầu giữa Team Flash và Team Secret, hai đội tuyển đang nằm trong nhóm đầu của bảng xếp hạng. Tính đến trước trận đấu này, Team Flash đang là đội sở hữu chuỗi thất bại dài nhất tại VCS mùa xuân năm 2020 với 5 chiến thắng liên tiếp. Dù vẫn còn khá nhiều điểm yếu trong lối chơi, nhưng những cá nhân xuất sắc như Slader hay Yoshino vẫn đang duy trì phong độ cao để giúp Flash bay cao trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, trận đấu giữa Flash và Secret cũng là cuộc chạm trán rất đáng chú ý giữa Slader và Celebrity,
hai xạ thủ hay nhất của VCS vào thời điểm hiện tại. Ở lần đối đầu gần nhất, Celebrity đã tỏa sáng và khiến Slater cùng các đồng đội tuột mất cơ hội tham dự chung kết thế giới. Cộng thêm sự trở lại của Artifact đã khiến những người hâm mộ của Team Secret yên tâm hơn và tin vào một chiến thắng cho đội nhà, bởi đường giữa là khu vực mà Secret có thể chiếm ưu thế trước một KT khá non nớt. Chuyển sang diễn biến game đấu đầu tiên, cả Team Flash và Team Secret đều đã có một giai đoạn nhập cuộc theo ý mong muốn. Trong khi Flash kiểm soát được 3 con rồng, còn Secret lại thành công hơn trong việc ăn được những điểm hạ gục, đặc biệt là ở khu vực đường giữa, nếu Artifact tỏ ra áp đảo so với KT. Đến phút thứ 23, khi hai đội đang có một thế trận cân bằng, thì Secret bất ngờ ăn Baron. Team Flash nhận ra nhưng đã quá trễ, họ để mất bùa lợi quan trọng nhất và sau đó là hai trụ của mình. Dẫu vậy, với những pha sử dụng bão đạn cực đẹp, Slater đã giúp Flash níu giữ lại ván đấu này. Thế nhưng ở phút thứ 32, DNK đã tỏa sáng đúng lúc với việc cướp được Baron, trong khi các thành viên của Flash mải mê tập trung vào Celebrity. Bên cạnh đó, Artifact lại đẩy thẳng đường dưới và lấy được đường lính siêu cấp. Với con Baron thứ hai, Team Secret đã dễ dàng có được hai đường còn lại. Flash không thể chống đỡ được quá lâu. Họ quyết định tiêu diệt Echo của Artifact để phản công nhưng bất thành. Và kết quả là cả 5 thành viên của Flash đều gục ngã trước họng súng của Aphelios trong tay Celebrity. Team Secret vươn lên dẫn trước 1-0. Bước sang game đấu thứ hai, trong khi nửa trên bản đồ của Team Secret đã không cho Yoshino được chơi game, thì Yijin với con bài Olaf đã liên tục kem vào đường dưới và khiến bộ đôi Senna, Tamken gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn giữa game, Shinra trong tay Artifact bắt đầu thể hiện khả năng nhất chiêu tất sát của mình. Và đội hình của Secret lại quá mạnh mẽ với khả năng càn lướt cũng như chống chịu tuyệt vời. Ngược lại, Yoshino đã bị Hani cầm chân và không thể có nhiều khoảng trống để tham gia giao tranh. DNK tiếp tục có một ván đấu xuất sắc khi ra vào giao tranh cực kỳ hợp lý. Thậm chí anh còn cản không cho Thresh của CBL dùng lồng đèn cứu đồng đội. Flash dần tan vỡ trước sức mạnh của Team Secret. Họ không đủ sát thương để kết liễu các thành viên bên phía đối phương, cũng như không thể chịu nổi một combo của Syndra. Điều này khiến những nỗ lực của Team Flash đều thành vô nghĩa. Chung cuộc, họ nhận thất bại với tỷ số 0-2 và đánh mất ngôi đầu. Còn Team Secret đã có được chiến thắng quan trọng trong cuộc đua đến vòng playoff VCS mùa xuân năm 2020. Thứ ba, EVOS là nạn nhân tiếp theo của Aura Pelu. Với sự tuột dốc không phanh của Dashi Buffalo đã khiến cho Cerberus Esports và EVOS Esports tràn đầy cơ hội lọt vào top 4. Chính vì vậy, cả hai đội đều đặt quyết tâm rất cao cho lần chạm mặt trực tiếp này. Nhất là khi Cerberus Esports và EVOS cũng đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc sau màn trình diễn thất vọng tại VCS mùa hè năm 2019. Cụ thể, ván đấu đầu tiên đã diễn ra với ưu thế hoàn toàn thuộc về Cerberus. Sau khoảng 15 phút, màn trình diễn của Bạch Hổ khiến cho nhiều người có cảm giác họ đã thua ngay từ phần cấm chọn. Ở đường giữa thì Pake không thể làm gì trước một Zoe quá khó chịu trong tay Yado, trong khi người đi đường trên TH cũng đành bất lực trước LL với con bài Aatrox bất tử. Sau gần 30 phút thì Cerberus vươn lên dẫn trước EVOS với tỷ số 1-0. Bước sang ngày đầu thứ hai, những thay đổi trong cấm chọn đã giúp lối chơi của EVOS phần nào trở nên khởi sắc hơn. Họ chiếm ưu thế ở hầu hết các đường, trong khi Cerberus chủ động nhường lại thế trận cho đối thủ. Do vậy, Khuyển Vương ba đầu rất quyết tâm trong việc cạnh tranh rồng khi đây là mục tiêu ưu tiên số 1 của họ. Bước ngoặt ở trận đấu diễn ra ở phút thứ 32 khi Su Hào có một pha cướp rồng ngàn tuổi thần thánh. Sau đó, các đồng đội của anh hạ gục hai thành viên bên phía EVOS. Sở hữu bùa lợi rồng cũng lợi thế về người, Cerberus dễ dàng khép lại trận đấu sau hai ván. Thắng lợi này cũng giúp Cerberus vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng khi có cùng điểm số nhưng hơn về chỉ số đối đầu. Thứ tư, bầy trâu đỏ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Như chúng ta đã biết, Dashi Buffalo đã lần lượt để các công thần ra đi như Zeros, Su Hào và Palette. Hệ quả, họ không còn là chính mình khi đang trôi giạt ở nửa sau của bảng xếp hạng VCS. Khó khăn càng thêm chồng chất khi ở trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi, họ phải đối đầu với chùm cuối Gam Esports. Bên cạnh đó, việc gặp lại người đồng đội cũ Palette chắc chắn cũng sẽ khiến Piccolo vô cùng lo lắng, bởi Palette rất hiểu rõ cách vận hành lối chơi cũng như các thành viên bên phía Dashi Buffalo. Ở một diễn biến khác, Gam Esports đã lấy lại ngôi đầu sau khi Team Secret vượt qua Team Flash. Chính vì vậy, chắc chắn họ rất muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu bằng cách có được chiến thắng tối đa trước bầy trâu. Với thực lực hiện tại thì kết quả 2-0 là một kịch bản không quá khó đoán dành cho Gam Esports. Cụ thể, trong vòng đấu thứ nhất,
Những nhà đi kêu vô địch là người làm chủ cuộc chơi với những tình huống đi ganh sớm từ Levy. Trong khi đó, Dustin Buffalo đã chơi quá bị động và dường như bị cuốn theo lối chơi của Gam. Dấu ấn lớn nhất ở đầu game của họ là pha solo kill của Poon trước Kiaya. Ở khu vực đường giữa, dù phải đối đầu với vị tướng sở trường của Naun là Zoe, nhưng địa một không hề lép vế mà còn đóng góp rất nhiều điểm hạ gục và giúp Gam vượt trội hoàn toàn so với Dustin Buffalo. Những phút tiếp theo, Gam không mất nhiều sức để lấy đi cả ba đường của Dustin Buffalo. Ván đấu kết thúc ở phút thứ 30, khi bầy trâu đã không thể chống cự khi bị truy cùng diệt tận bởi các thành viên của Gam. Chuyển sang ván đấu thứ hai, Gam tiếp tục thể hiện sự tự tin khi sẵn sàng băng trụ hay lao vào những cuộc chiến 1-2, 1-3 ngay từ đầu game. Đương nhiên họ vẫn chiếm ưu thế khi Sivana của Levy xanh từ rất sớm. Trước sự hồi báo của Gam, bộ đôi Senna và Tam Ken dù rất mạnh nhưng vẫn không thể chống đỡ. Trong khi Sivana của Gam quá mạnh, Dustin Buffalo thậm chí còn gục ngã nhanh hơn. Ván đấu kết thúc chỉ sau 24 phút và Gam Esports có thêm một thắng lợi 2-0 nữa. Thứ 5, Team Flash rửa hận thành công trước Evo Esports. Sau thất bại trước Cebu Esports, Bạch Hổ đã văng ra khỏi top 4. Chính vì vậy trong trận đấu với Team Flash, đội tuyển mà họ đánh bại ở trận khai mạc VCS mùa xuân năm 2020, DeepKid đã đặt quyết tâm rất cao để có thể nhanh chóng quay trở lại cuộc đua giành tấm vé vàng vào vòng playoff. Tương tự ở bên kia chiến tuyến, Team Flash đã để mất ngôi đầu sau thất bại trước Team Secret. Vì thế, họ bắt buộc phải đánh bại EVOS để tiếp tục bám đuổi Gam Esports và tìm lại cảm giác chiến thắng. Chuyển sang diễn biến chính của trận đấu này, trong ván đấu thứ nhất, với việc tận dụng tốt chất tướng Set, Yoshino gây ra rất nhiều áp lực cho Vladimir của TH. Thậm chí ở phút thứ 8, một pha xử lý vô cùng quyết đoán của Yoshino đã mang về chiến công đầu cho anh ta khi TH còn chưa kịp ấn tốc biến. Trong những phút thi đấu tiếp theo, Team Flash là đội làm tốt hơn trong những khâu kiểm soát rồng khi trước phút thứ 20, họ đã có được 3 con rồng nguyên tố và tiến gần hơn đến linh hồn rồng gió. Kati sau giai đoạn thua thiệt trước Pake đã dần dần lấy lại những lợi thế, trong khi Yijin làm hoàn toàn vượt trội so với người đồng nghiệp Son cả về kiểm soát mục tiêu lẫn can thiệp các đường. Phút thứ 23, Team Flash có thành công con Baron đầu tiên của ván đấu, trong khi các thành viên của EVOS vẫn còn mải mê truy đuổi Yoshino và thậm chí suýt nữa xạ thủ DeepKid phải nằm xuống. Tận dụng bùa lợi Baron, Team Flash gây sức ép ở nửa dưới bản đồ và dễ dàng có được 3 đường lính siêu cấp của đối thủ. Ngược lại thì các thành viên của EVOS vẫn bất lực trong việc hạ gục Yoshino với những chủ lực quá thọt về mặt trang bị và cấp độ. Team Flash có cho mình rồng ngàn tuổi ở phút thứ 28 trước khi hủy diệt đội hình EVOS và kết thúc ván 1 một cách dễ dàng. Bước sang ván đấu thứ 2, Lucian của Kati bất ngờ được mang lên đường trên đối đầu với Vladimir trong tay TH và khiến cựu tuyển thủ của QTV Gaming thua thiệt rất nhiều về chỉ số lính. Dẫu vậy, EVOS mới là đội tuyển có được chiến công đầu bởi một pha xâm lăng rừng đối phương hợp lý đến từ Son. Chưa dừng lại ở đó, Son cũng can thiệp xuống đường dưới của Flash và lấy thêm một điểm hạ gục của CBL, tạo ra lợi thế từ rất sớm. Vì vậy, DeepKid đã có những bước tăng tiến sức mạnh rất nhanh trước Ezreal trong tay của Slader. Bước ngoặt đến ở phút thứ 28, EVOS tiến hành ăn Baron và pha dịch chuyển muộn màng của Yoshino đã khiến cho nỗ lực tranh cướp của Team Flash trở nên vô vọng. Ngay sau đó, EVOS lao vào giao tranh với Team Flash khi mà họ đã được quá nhiều lợi thế. Sát thương của Saya trong tay DeepKid là quá lớn, trong khi TH với Vladimir quá khó chịu với những pha càn quét của mình. Bầy hổ trắng nhanh chóng quét sạch đội hình Team Flash và đưa trận đấu này vào ván đấu thứ 3. Trong ván đấu quyết định, ngay từ những phút đầu tiên, Yijin đã liên tục ghé thăm đường trên và khiến TH không được chơi game. Bản thân Nidalee của Yijin có được 4 mạng hạ gục ngay trước phút thứ 15 của ván đấu và khoảng cách chênh lệch đã lên đến con số 7.000 tiền. Ngược lại, Kha'Zix của Son hoàn toàn không có nhiều tác động đến ván đấu, trong khi đó áp lực của Yijin mang lại cho tất cả các đường là con số khổng lồ. Phút thứ 20, Team Flash ăn thành công cho mình con Baron đầu tiên của ván đấu trước sự bất lực của các thành viên EVOS. Ngay sau đó, các thành viên Flash dễ dàng biến nhà chính của đối thủ thành sân bay và kết thúc ván đấu chóng vánh ở phút thứ 23, qua đó có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Thứ 6, Zeroth trở lại, Gam tăng tốc trên bảng xếp hạng. Trận đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ 5 là cuộc chạm trán giữa Cebu Esports và Gam Esports. Trong khi Archie và các học trò đã trình diễn một lối đánh ấn tượng đến không ngờ tại VCS mùa xuân năm nay, đội hình của Khuyển Vương đã cho thấy sự gắn kết và lối chơi chặt chẽ trong trận đấu với EVOS.
Tuy nhiên đối thủ ngày hôm nay của họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với Bạch Hổ. Và Cerberus sẽ phải vững vàng hơn nữa trong giai đoạn đầu game thì mới có hy vọng giành chiến thắng. Ở bên kia chiến tuyến, Gam Esports đang thể hiện sức mạnh của nhà vô địch và sẵn sàng nghiền nát bất cứ đối thủ nào cản bước họ. Tuy nhiên khác hẳn với một Daxi Buffalo đang khủng hoảng, Cerberus lại đang có phong độ rất cao trong những tuần vừa qua và đã lọt vào top 4 của VCS. Chính vì vậy nhiều chuyên gia dự đoán Gam sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. Cụ thể ngay ở phút thứ 3 trong game đấu đầu tiên, Levi có một tình huống di chuyển lên đường trên và khiến LL phải nằm xuống 3 lần liên tiếp. Trong khi đó ở đường giữa, với chất tướng Patheon của mình, Điều 1 đã có một pha solo kill trước Orianna của Yado. Tuy nhiên những tình huống xử lý khó hiểu đến từ các thành viên của Gam đã giúp Cerberus gỡ gạc được rất nhiều về mặt thế trận. Dẫu vậy, Gam vẫn là đội làm tốt hơn về mặt kiểm soát mục tiêu khi họ có được 4 trụ và 2 dòng nguyên tố ngay phút thứ 20 của bản đấu. Đến phút thứ 22, Cerberus muốn dồn người bắt vào vị trí của Kiaya, nhưng chất tướng Seth quá khó chịu khiến chính các thành viên của họ phải nằm lại dưới sức sát thương quá lớn của Levi và điểm 1. Artemis không được chơi trong giao tranh và phải lên bảng đếm số từ rất sớm. Cerberus không có cơ hội để phản kháng và Gam có luôn cho mình con Baron đầu tiên của bản đấu. Khi mà lợi thế chênh lệch đã quá lớn, Gam dễ dàng kết thúc bản đấu ở phút thứ 29. Game đấu thứ 2 đánh dấu sự trở lại đấu trường chuyên nghiệp của Zeros sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Thế nhưng Yado mới là người mang về chiến công đầu của bán đấu với một tình huống phối hợp với Gragas trong tay Su Hào hạ gục thành công địa bột. Dù vậy thì lối chơi dồn người băng trụ của Gam vẫn được triển khai một cách vô cùng hiệu quả khi LL liên tiếp bị khai thác giống như kịch bản ở ván đấu trước. Mặc dù Gam đã làm quá tốt ở đường trên, nhưng đổi lại sự khó chịu của Blitzcrank trong tay Ron OP đã khiến cho xạ thủ Artemis có được những lợi thế từ rất sớm. Yado cũng được thơm lây bởi những pha di chuyển xuống đường dưới của mình. Tuy nhiên khi Gam bị đẩy vào thế khó là lúc những thành viên của họ lại một lần nữa tỏa sáng để mang về hy vọng. Cả Levi, Zeros đều có những pha xử lý vô cùng đỉnh cao và đặc biệt là địa 1 đã chứng minh ai mới là người chơi xuất sắc nhất giải đấu thời điểm hiện tại. Pha 1-2 với lượng máu vô cùng nhỏ của anh ở đường dưới. Ngay sau đó Gam ăn được con Baron và không cho Cerberus thêm bất kỳ một cơ hội nào để lật ngược tình thế. Artemis không được chơi game khi sát thương đến từ địa 1 và Levi là quá lớn. Gam kết thúc ván đấu ở phút thứ 33 và có được chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, Gam tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với thành tích 7 chiến thắng và 1 thất bại, đạt hiệu số dương 12 với 15 ván thắng và 3 ván thua. Trong khi đó, Cerberus mặc dù nhận thất bại vẫn nằm trong top 4 với 4 trận thắng và 4 trận thua. Nhìn nếu xảy chân ở tuần thi đấu tiếp theo trước VGaming Adonis, họ hoàn toàn có thể mất vị trí này vào tay của EVOT Esports. Và vừa rồi là toàn bộ những diễn biến chính trong tuần thi đấu thứ 5 của VCS mùa xuân năm 2020. Nhìn chung màn trình diễn của tất cả các đội sau tuần thi đấu này một lần nữa chứng minh luận điểm mà nhiều chuyên gia đã nhận định trước khi mùa giải khởi tranh. Đó chính là sự chênh lệch về trình độ giữa các đội tuyển đã bị thu hẹp rất nhiều. Chính vì vậy đây có thể sẽ là một nhóm những mùa giải khốc liệt nhất trong lịch sử VCS. Hứa hẹn sẽ còn rất nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính trong chặng đường còn lại. Trên màn hình đang hiển thị bảng xếp hạng của các đội tuyển tại VCS mùa xuân sau tuần thi đấu thứ 5. Các bạn chú ý theo dõi nha. Và sau cùng thì khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share cũng như subscribe kênh vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.